Sau ngày bỏ chân con đang giảm giá cho anh em nào chưa có người yêu mà đang đăm chiêu thì ghé ngay vào vòng quay may mắn. Còn mấy cô em đang tươi tắn thì phải thử ngay vòng quay Quân Huy. Không cần phải nghĩ suy vì shop ngày bỏ chân con lo nhá. Xin tao từ đấy có xã hội xin lỗi là tao từ đấy xã hội.